The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Thái Nhật xin trân trọng kính chào tất cả quý vị và xin mời quý khán thính giả cùng đến với chương trình The Jimmy Show ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay Jimmy rất vui, rất hạnh phúc được đến tư gia của một ca sĩ mà chúng ta đã yêu mến trong suốt bao nhiêu năm qua. Cô là một trong những tiếng hát được văn, thơ, âm nhạc ca ngợi hết lòng, hết mình và hết cả trái tim. Nhật nhớ là thi sĩ Hoàng Trúc Ly đã tặng cho tiếng hát này với bốn câu thơ thật dễ thương và thật hay. Đó là từ em giọng hát lên trời, tay xoa mái tóc, tay vời âm thanh, giọt buồn nhỏ xuống tim anh, lắng nghe da thịt tan tành khói xương. Xin quý vị cùng với Jimmy chào đón tiếng hát liêu trai, tiếng hát khói xương, nữ danh ca Thanh Thúy. Thanh Thúy xin kính chào khán thính giả thương yêu của Thanh Thúy. Mấy chục năm qua, Thanh Thúy hôm nay rất vinh hạnh mà đến với show của Jimmy. Dạ cô ơi, phải nói rằng là khán giả yêu mến cô nhiều lắm. Và phải nói chương trình Jimmy Show của con đó tới hôm nay là hơn một năm rồi. Mà cô biết không, con cứ mỗi lần phát show của bất kỳ vị khách nào lên là khán giả bên cạnh người ta khen vị khách đó, người ta cũng phải kêu là nhớ phỏng vấn cô Thanh Thúy, nhớ phỏng vấn cô Thanh Thúy. Thì hôm nay là đáp lại cái lời yêu cầu đó, con tới nhà cô và để cho khán giả thương mến cô có dịp gặp cô. Cảm ơn con nhiều lắm. Cô cũng tiếc quá là tại vì lúc sau này cô cũng ít có về đó. Thành ra bữa nay mà đón tiếp con là cô vui rồi. Cô ơi, bây giờ mình trở lại cái thời gian những cái năm đầu cô đi hát. Thì con được biết là cô quê quán ở Huế thì phải, ở miền Trung. Bà bên ngoại của cô đó, tức như là bên mẹ cô đó, bên ngoại là hoàn toàn ở Huế, người Huế. Mà ông cụ thì lại là người Bắc, ở ngoài Bắc. Ông cụ ngoài Bắc bắt rạc đó. Rồi vô trong miền Trung rồi thì gặp mẹ cô. Thành ra cô là coi như là hai miền. Là cô là bố cô người Bắc nè, mẹ cô là người Trung. Cô lại thành danh ở trong Nam. Đúng. Vậy là cả ba miền đất nước là ba cô hội miền đủ trong thì người. Đó. Phải nói là khi nhắc đến Thanh Thúy thì người ta đều nghĩ ngay đến những ca khúc về tình ca, nhưng bên cạnh đó cũng có những ca khúc về mẹ rất thành công như là Đèn Khuya vân vân. Thì hôm nay nhân đây con muốn cô nhắc sơ về người mẹ kính yêu của mình. Nếu mà nói về mẹ, cô là một người không thể tưởng tượng được, nghĩa là cô có phước lắm. Phải nói là rất là có phước, có một bà mẹ mà rất là thương yêu cô và lo lắng cho cô từng miếng ăn cho tới cái quần áo mặc để đi hát. Dễ thương lắm. Mà lúc là bà cụ cô là bệnh đó. Bà cụ cô thương lắm, là tại vì bà cụ cô chắc là câu nói mà đời xưa nói đó đúng lắm á. Ta hay nói là hồng nhan đa trưng, hoặc là hồng nhan bạc mệnh. Thì mẹ cô có trong hai thứ đó hết. Tất nhiên là bà rất là đẹp, đẹp lắm. Phải nói là mấy cô không một người con nào mà giống mẹ hết á. Không có đẹp bằng phân nửa mẹ nữa. Đẹp lắm. Mà rồi mẹ rất là hiền và giỏi nữa. Biết đủ thứ tiếng hết, tiếng Pháp. Rồi cũng như là mẹ là một người hồi xưa gọi là nhà báo xanh đó. Thì mẹ cô là có mở nhà báo xanh. Rồi mẹ cô về sau này thì vô làm ở cho ông cho ông bác sĩ Đệ. Ở đường Trần Quý Cáp đó, đó. Mẹ cô giỏi lắm. Phải nói là ba cô khi mà đi rời khỏi gia đình để về thăm bên nội ở Hà Nội đó, thì là mẹ cô một mình lo hết mấy con.
Con thì còn nhỏ mà mẹ phải đi làm để lo nuôi con, và có bà ngoại nữa, cô có, lúc đó cô còn bà ngoại nữa. Thành ra cô rất là thương mẹ. Tới bây giờ đó, phải nói là mẹ mất là mấy chục năm rồi, nhưng mà lúc nào sao cô cũng nhớ mẹ hết. Nhiều đêm nằm ngủ thấy mẹ nữa, mà không bao giờ cô quên được cái hình ảnh mẹ. Mà tối tối cô đi hát á, tại cô hát sớm lắm. Cô hát lúc đó cô còn nhỏ mà, mỗi lần mà cô đi về là cô thấy mẹ cô thức để đợi cô. Rồi lo từng miếng ăn cho cô này kia gì đó. Thành ra cô nói trên đời cô là quá có phước, có một người mẹ, bà như là một một vị Bồ Tát tới cứu cô, để giúp cho cuộc đời của cô. Đó. Thành ra cô thương lắm, cô nhớ lắm, bây giờ cũng vẫn nhớ. Con nghe cô hát bài Đèn Khuya, con thực sự rất là xúc động, nhất là cái câu mà nhạc sĩ Lam Phương viết cho cái bài Đèn Khuya đó. Đúng rồi, cô thương bài đó lắm, cô thích bài đó lắm, nó hợp với tâm trạng của mình. Với nhiều bài nói về mẹ mà rất hợp với cô. Cô có làm nguyên một cuốn CD về mẹ mà. Dạ, con có nghe rất là hay và rất là xúc động. Qua bên đây cô mới làm á. Và cái lúc mà khi mà cô, gia đình cô từ ở Huế vào trong Nam, thì cái cơ duyên nào và đưa cô vào ca nhạc thưa cô? Ồ không, cô vào trong Nam, cô người Huế, cô vô Sài Gòn cô còn nhỏ lắm. Cô chưa có đi hát, chưa gì hết á. Nhưng mà tới khi mà 15 tuổi đó, trước đó thì mẹ cô bệnh. Mẹ, tại vì mẹ cô làm việc lao lực nhiều quá, thành ra mẹ cô bệnh. Thì khi mà mẹ cô bệnh đó thì mấy chị thì cũng đi làm, nhưng mà mấy chị cũng lập gia đình. Rồi còn hai em nhỏ là Thanh Mỹ với Thanh Châu đó. Thì cô cũng phải làm cách nào để kiếm tiền, cũng như là cô muốn giúp để có tiền để mà lo thuốc thang cho bà cụ. Đó, thì lúc đó bà cụ bệnh nặng lắm rồi. Thì cô lo đâu được một thời gian cô đi hát đó, là lúc đó bắt đầu mới đi hát. Thì khi mà cô đi hát như vậy đó, thì trong một thời gian ngắn lắm thì bà cụ mất. Đó, bà cụ của cô, mẹ của cô mất sớm lắm, có 39 tuổi hả? Mất sớm quá. Mất sớm lắm. Và cũng để lại một cái niềm đau rất là lớn trong lòng cô. Và có thể là vì vậy mà chắc quý vị vẫn chưa quên là cái thời gian đó khi cô Thanh Thúy đi hát. Vì để tang mẹ cho nên cô ươm áo dài trắng cô ha. Đúng rồi, rồi cô để tang luôn. Cô để tang trên cô để tang áo. Cô đi hát luôn mà. Cô để tang 3 năm như vậy đó. Cô đi hát. Chắc vì cái hình ảnh khói xương buồn mang mát đó với áo dài trắng đó mà có thể rất nhiều nhạc sĩ mà thấy được hình ảnh đó viết những bài hát cho tiếng hát của cô. Như là con đọc được cái bài viết của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có trên website và cũng có ra sách. Thì ông có chia sẻ là bài Ước Mi và Thương Một Người là chính là hình ảnh của cô Thanh Thúy mà ra. Thì cô cũng không được biết, nhưng mà cô bây giờ qua đây đó thì cô mới thấy trên internet với mọi nơi đó, với cuốn sách của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đó, thì cô mới biết là té Trịnh Công Sơn viết bài Ước Mi cho cô với Thương Một Người cho cô. Hồi đó thì chỉ biết đại khái là Trịnh Công Sơn, tại hồi còn nhỏ mà, hồi bên Việt Nam cô còn nhỏ, thì biết là Trịnh Công Sơn cũng thích cô vậy đó, cũng cũng như là không phải là thích, nhưng mà gọi là ái mộ cái giọng hát của cô vậy đó. Nhưng mà nhắc đến bài Ước Mi thì xin khoe quý vị một bài, một cái bản nhạc gốc
Ước mi Ồ, từ đẹp trước quá năm ha. Trời ơi, 75 sao có con có cô. hay quá vậy? Đây là một cái sưu tầm mà con muốn dành sự bất ngờ cho cô. Ồ, cô cảm ơn con nhiều lắm. Đẹp quá ha. Dạ Ấy sẽ cho cô được không? dạ được cô, con sẽ tặng cô cái. Đây là cái bài Ước mi À, mà của nhà xuất bản An Phú phát hành vào năm 1960. Bài hát này rất à là đúng rồi, đúng dạ rồi. Năm bài rất năm đó cô mới ra hát à. mới ra hát. Dạ đúng rồi vậy. À, bên cạnh những nhạc phẩm như là Ước mi và Thương một người thì trong cái thời gian đó cô có đi hát phòng trà không thưa cô? Có chứ. Dạ, phòng Cô đi trà nào ra mà là cô cô đi ra là cô hát liền phòng trà Việt Long. Việt Long. Dạ. Mà phải nói tới phòng trà Việt Long là cô phải nói cô nhớ ơn và cô luôn luôn nhớ một cái người chị rất đáng kính của cô, mà người đó đã cho cô đi vào cái nghề ca hát. Dạ. Trước đó thì cô ca ở trường rồi đóng kịch này, này kia ở Dạ. trường thôi, văn nghệ thôi, ở trường thôi. Nhưng mà khi mà cô muốn mẹ cô bệnh đó thì cô muốn đi hát á, Dạ. thì chị Kim Chi, À, ca sĩ Kim à Chi. nghệ Dạ. sĩ Kim Chi, chị rất là dễ thương, phải nói là cô mang ơn của chị tới giờ Dạ. này cô vẫn nghĩ là không có chị mà đưa cô đi đó là tại vì lúc đó cô còn nhỏ quá, với gia đình cũng không 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 nghĩ là cho Dạ. cô đi hát nữa, thì phải nói tới giờ này cô vẫn mang ơn chị, là tại chị là một cái người mà không phải riêng gì chị cho cô giới thiệu đi hát không, mà chị là một cái người đáng kính lắm, Dạ. chị coi cô như một cái cô em gái trong gia đình, Dạ. và mẹ của chị Kim Chi đó cũng thương cô luôn, mà cô cũng rất là thương gia đình của chị Kim Chi, tại vì bác cũng rất là dễ thương, Dạ. bà cụ của chị Kim Chi. Rồi nói về chị Kim Chi thì cô nhớ ơn vô cùng, tại vì chị đã cho cô một cái sự mà Dẫn dắt cô dẫn vào. dắt cô đi vào con đường ca hát. Dạ. À, bên cạnh cô ca sĩ Kim Chi là coi như thế hệ đàn chị của cô phải không cô? Thì trong cái việc đi hát ở phòng trà thì có những ca sĩ nào mà thân tình với cô không? Như là bạn thân của cô cái thời đó? À, cái thời đó thì nói đầu ngay, thời mà cô ra hát đó thì cũng không có nhiều ca sĩ, Dạ. nhưng mà ca sĩ mà hát chung cái chỗ Việt Long đó, Dạ. phòng trà Việt Long, hồi đó là Việt Long, Việt Long. sau này đổi Văn Hoa, thì cái phòng trà đó đó là chỗ chị Kim Chi đưa cô tới hát á, Dạ. thì có chị Kim Chi, chị Thái Xuân, chị Mỹ Hòa, mà mấy chị thì lớn rồi. Dạ. Còn nếu mà nói mà thân tình đó thì có chị cô Thu Hương, Bên cũng là Pháp ca cô ha. sĩ lúc đó, bây giờ Dạ. ở bên Pháp, Dạ. mà cô với cô đó rất là thân nhau. Rồi chị rồi cô Mỹ cô Thùy Hương Thùy Hương. đó, Dạ. rồi để cô nhớ cũng cũng có mấy người nữa ở Cô phòng Minh trà Việt Hiếu Long. ha cô. Chưa, Chưa đâu ha. Dạ. cô Minh Hiếu là không có hát ở phòng trà Việt Long, Dạ. nhưng mà cũng là bạn bạn thân của cô luôn. Dạ. Đó, nói nào ngay cô đi hát cô còn nhỏ đó, Dạ. mà mấy chị đó cũng còn mấy người ca sĩ đó cũng ngang lứa với cô đó, thành ra dễ thương nhau lắm, Đúng rồi. dễ thân nhau lắm, Dạ. chứ chứ không có một cái sự ngăn cách nào hết Dạ, xem nhau như trong gia đình cô ha. đó, coi Dạ. nhau như trong gia đình vậy đó, mà cô rất là trân quý. Bây giờ làm sao kiếm được con, Đúng rồi khó cô. lắm. Dạ. Cảm ơn cô thật nhiều với những chia sẻ này. Và sau một vài phút thương mại thì con sẽ mời cô chia sẻ thêm với những kỷ niệm với khán giả. Xin quý vị đừng rời màn ảnh. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Rất cảm ơn quý vị mọi người màn ảnh của đài và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nữ danh ca Thanh Thúy. Thưa cô chia sẻ lúc nãy phòng trà Việt Long là xem như là phòng trà đầu tiên cô cộng tác. Đúng Sau rồi. đó là những phòng trà nào thưa cô? Sau đó là phòng trà Anh Vũ, rồi Kim Điệp, rồi Anh Vũ, kế tới là Anh Vũ. Dạ. Đó, Anh Vũ hồi xưa cái phòng trà đó rất là dễ thương, để cũng như tới nghe nhạc rồi có bán cơm đó, mà cho những người sinh viên á, Dễ thương quá. hoặc là những Dạ. người mà nghĩa là tới đó ăn rất rẻ. Dạ, gọi là quán cơm xã hội cô ha. Đó Dạ. mà cái anh Vũ đó là cô được biết thêm vài ca sĩ nữa, lúc đó có cô Lệ Thanh, rồi cô Diệu Anh thì mất lâu rồi, mất lâu rồi, nhưng mà cô Lệ Thanh rồi thêm nhiều nữa, chị Kim Bằng rồi chị Minh Tuyết, nhiều lắm, về sau này thêm nhiều nhiều ca sĩ mà
đàn chị có, mà ngang lưới với cô cũng có. Có, dạ, dễ thương quá. Đó là những kỷ niệm mà trong lúc mà cô đi hát ở phòng trà. Và trong cái thời gian mà cũng năm 60 mấy đó, thì hình như tài tử Nguyễn Long có ra một cuốn phim là Thúy đã đi rồi. Và cũng như là nhạc sĩ Y Vân đã viết cái bài hát Thúy đã đi rồi đó. Thì có rất nhiều những báo chí và cũng như là sau này người ta nói là Thúy đã đi rồi, Thúy đây là Thanh Thúy. Là cái cảm tình mà tài tử Nguyễn Long cũng như là nhà sản xuất muốn dành cho cô. Thì là trong cái phim Thúy đã đi rồi. Chắc cô cũng biết cái đó mà phải không? cũng biết. Biết. Tại lúc đó nói đầu ngay mình còn nhỏ mà anh Nguyễn Long thì ảnh thương mình không biết làm sao nữa. Cứ nghĩ là ảnh là coi mình như em gái thôi. Nhưng mà không phải vậy, khác. Và cái lúc thời trước 75 và nhất là những năm đầu cô đi hát thì những hãng dĩa nào là cô thâu thanh cô? Cô thâu nhiều lắm, nhiều hãng dĩa quá. Nhưng mà không, băng thì nhiều chứ dĩa thì hình như có mấy hãng. Sóng Nhạc là cô thâu, cô có ký công tác với Sóng Nhạc. Rồi hết công tác thì cô cũng có hát cho, vẫn hát cho Sóng Nhạc, nhưng mà thâu cho cái gì của ông Nguyễn Văn Đông ha. Dạ đó là công ty Nan Tan. Công ty Nan Tan rồi của cô Sáu là hãng dĩa Việt Nam. Việt Nam. Đó cũng hình như có 3 hãng, 4 hãng gì đó. Còn băng thì nhiều lắm rồi. Đúng rồi. Trong cái thời gian trước 75 thì khán giả nhớ cô rất nhiều với bài Một Chuyến Bay Đêm của nhạc sĩ Song Ngọc. Mà không vui là mới đây ông mới qua đời. Đó, tội thì quá. Hôm nay con muốn nhờ cô chia sẻ những kỷ niệm với nhạc sĩ Song Ngọc thưa cô. Với nhạc sĩ Song Ngọc đó thì cô có nhiều kỷ niệm lắm. Nhưng mà phải nói hồi ở Việt Nam á, thì cô chỉ gặp anh Song Ngọc là những lúc mà đi tới nhà thương Cộng Hòa đó để ủy lạo mấy cái người thương binh đó. Đó thì cô hay đi vô đó, cô hay đi đi chung với cái đoàn của mấy người mà đi vô ủy lạo đó, mấy bà vợ sĩ quan, rồi mấy bà vợ tướng này kia đó, rồi lính cũng có đó, thì mình đi theo. Đi vô trong đó để mà an ủi những người bị thương nằm ở tại nhà thương Cộng Hòa. Thì cô cũng có gặp anh Song Ngọc. Mà lúc đó thì không có thân bằng sau này. Nhưng mà cũng gọi là thân thiện là tại vì ảnh đặt nhạc, cô hát. Rồi cũng có những lần gặp gỡ nhau, nhưng mà hồi đó ảnh bận quá. Tại ảnh là sĩ quan, lúc đó ảnh sĩ quan hình như là đại quý hay gì đó. Ảnh coi về vấn đề văn nghệ ở trong cái nhà thương đó. Rồi sau này qua bên Mỹ này đó thì nói nào ngay thân hơn đó, thì ảnh cứ mỗi lần mà ở bên Houston, ảnh về bên Cali đó thì ảnh hay tới thăm cô. Rồi hai anh em với là ông xã cô rủ nhau đi ăn. Hay như vậy đó. Rồi thành ra khi mà nghe, rồi khi mà cô đi qua hát ở bên Houston đó thì anh lại đón tiếp cô. Anh tới anh thăm viếng cô ở trong những lúc mà cô hát với cô qua đó, rồi mời cô đi ăn đi uống này kia. Thành ra hai anh em rất thân nhau với vợ của anh nữa. Rất là dễ thương. Rất là nghệ sĩ tánh dễ thương lắm đó. Thì thân nhau ở cái chỗ đó, vì là cô nghĩ là ảnh là một cái người, một cái sự vô tình mà ảnh và anh Hoài Linh đã đặt một cái nhạc phẩm mà sao nó đi gắn liền với tên tuổi cô. Mà không biết sao nữa, cô cũng không có nghĩ là cô hát bài đó mà được mọi người thương mến đó. Nhưng mà qua đây đó thì cô mới thấy ồ, ai cũng thích bài đó hết. Đó, mà cô tiếc quá là lúc sau này cô ít gặp anh. Rồi bây giờ cô đột ngột cô nghe cái tin anh mất, cô cũng buồn lắm. Rất là buồn. Đó, nhưng mà biết sao giờ, mỗi người một cái phần số, chứ đâu có ai tránh khỏi sự ra đi đâu. Thấy không? Sinh lão bệnh tử. Sinh lão. Bây giờ mình nhớ về nhạc sĩ Song Ngọc, chắc con nhờ cô hát một hai câu thôi trong bài Một Chuyến Bay Đêm để mình nhớ về nhạc sĩ Song Ngọc được không cô? Cũng được. cô sẽ Giữa lòng trời khuya muôn ánh sao hiền, người trai đi viết câu chuyện một chuyến bay đêm. Cánh bằng nhẹ mờn theo làn gió, đời ngây thơ xưa lại nhớ lúc mình còn thơ.
Chuyến bay đêm của anh Sang Ngọc tuyệt vời, tuyệt vời. Dạ. Bên cạnh những sáng tác của nhạc sĩ Song Ngọc và nhạc sĩ Hoài Linh thì phải nói là nhạc sĩ Trúc Phương đã đặt nhạc rất nhiều những ca khúc cho cô và cô đã thành công rất nhiều như là Nửa Đêm Ngoài Phố, Mưa Nửa Đêm, vân vân. Nhiều quá. Dạ, xin cô chia sẻ thêm về nhạc sĩ Trúc Phương. Dạ. Yeah, cái đó cũng là trời cho cô thôi. Dạ. Cô thời đó, đó gần như là nhạc sĩ nào đặt nhạc á thì hầu hết là cũng là rất thương cô. Yeah. Thương, có thể nói là thương như một người em gái, tại cô còn nhỏ quá mà. Đã rồi chắc cũng trời cho. Lúc đó cô rất là được khán thính giả thương mến. Thành ra bài nhạc nào bài nhạc nào mà mấy anh đã làm cũng đem tới cho cô. Yeah. Là tại hồi đó một ngày có thể cô hát một buổi trưa, xong rồi sau đó thì tối đi hát ở phòng trà với nightclub. Yeah. Đó. Cô xin lỗi nha, bây giờ cô nói lại cái chuyện này chút xíu. Yeah. Cảm yeah. thâu cô quên đó. Yeah. Cô thấy cũng không đúng đó. Yeah. Là thời mà khi mà cô đi qua hát ở phòng ở nightclub tự do, tất nhiên là khiêu vũ trường đó. Yeah. Thì có Bích Chiêu, Bích Yến, đó mấy người mà lúc đó cũng rồi Linda, đó mấy người đó cũng như là cũng một cái lúc cô đi hát chung với mấy người đó cũng nổi tiếng, mấy người đó cũng nổi tiếng, rồi chị Yến Hương, đó những người mà nổi tiếng về bên khiêu vũ trường đó, đó thì cô cũng rất thần. Thân lắm. Người nào cô cũng thân hết á. Tại lúc đó mình vô tư lắm. Mình chỉ biết hát và bạn bè chứ vậy thôi, chứ mình không có cái không có nhiều cái lo âu bằng ở bên Mỹ này đó. Thành ra cô rất vui. Cô xin lỗi nha, tại cô muốn nhắc lại cấm thôi. Có những người bạn họ nghĩ sao cô không nhắc tới cái tên họ mà bạn thân chứ không phải là bạn thường, con thấy không? Đó, cô xin lỗi. Bây giờ nói trở ngược về chuyện Trúc Phương. Đó, thì lúc đó cô gần như là anh Trúc Phương đặt nhạc xong á là cứ đem tới cho cô. Mà không phải riêng về anh Trúc Phương, cả ông Phạm Duy, cả ông Mạnh Phát, tất cả những người nhạc sĩ lúc đó. Đó, thì cô cứ như vậy mà cô đi hát thôi. Thì không ngờ là nhạc phẩm Nửa Đêm Ngoài Phố người ta mê quá trời. Cô hát ra là nó nổi luôn. Đó. Rồi anh Châu Kỳ nữa. Dạ đúng rồi. Trời ơi, anh Châu Kỳ là cô thương ảnh. Thương lắm cơ. Coi ảnh như một người anh vậy đó. Mà cô anh Châu Kỳ đó nói lén nghe. Dạ, dạ. Ảnh hay rầy cô lắm. Ủa vậy hả? Ừ, hay rầy lắm. Tại ảnh biết cô thương ảnh đó. Mà ảnh thương cô như người em gái á. Mà mẹ cô lúc còn sống cũng thương ảnh lắm. Cũng là người Huế cô. Cũng người Huế mà thương ảnh lắm. Tại vì có không biết làm sao nữa mà thương anh Châu Kỳ lắm. Rồi cô cũng thương ảnh lắm. Mà ảnh là cái người hay rầy la cô. Tại vì ảnh mời cô đi hát thường lắm. Mà tới khi cô bệnh á, cô hát không được á, là anh tới nhà cô, anh la lối cô, anh ấy mi không chịu đi hát cho thằng Châu Kỳ ni, rồi la cô nghe, là vui như lắm, em thôi, là một đó, anh như một la lần. Như một người em, la mà trong cái thương mến, đúng rồi. Cũng như là la là tại sao mà không giúp cho ảnh này kia vậy đó, tại cô hồi đó cô nhiều khi cô bệnh á, cái cô đâu có biết sao, cô phải nhờ con em là Thanh Mỹ lớn hơn Châu, lúc đó Thanh Mỹ cũng lớn rồi.
cái nhờ Thanh Mỹ đi ra hát thế. À, thành ra ảnh về cái là ảnh chạy tới nhà cô, ảnh ngồi ảnh la cô này kia, nhưng mà cô rất thương ảnh tại vì ảnh coi cô như một đứa em. Đó. Mà nhạc sĩ Châu Kỳ cũng rất là hiền hòa với đúng tất cả mọi người. Đúng và rồi. Con nghe cái kỷ niệm này cũng vui lắm cô. Là khi mà bên trung tâm Thúy Nga có vinh danh nhạc sĩ Châu Kỳ đó, thì ông có chia sẻ là bài Được Tin Em Lấy Chồng. Thì ông viết là vì nghe tin cô lấy chồng. Đúng rồi. Cho nên ông viết bài đó. Nhưng mà không ngờ bài hát đó bán quá chạy, ông mua được chiếc xe hơi nhờ cái Được Tin Em Lấy Chồng. Đúng đó rồi. Là một cái kỷ niệm mà hôm nay cũng muốn chia sẻ với cô và khán giả luôn. Đúng rồi. Ảnh vui lắm. Ảnh có nói với cô sau này ảnh qua đây đó. Sau này ảnh qua mà làm show cho Thúy Nga này kia đó. Thì hồi mà mấy anh đó còn ở bên Việt Nam, cô vẫn gửi thơ rồi gửi tài chánh này kia về giúp cho mấy anh đó. Thành ra khi qua là mấy anh đó hỏi thăm cô liền. Thì cô mừng lắm. Cô nghe anh qua được cô mừng lắm. Thì anh có khoe, anh nói anh mới thâu cho Thúy Nga, anh có nói vậy vậy đó. Thì cô cũng vui. Đúng rồi, rất là vui. Vui cho anh. Cảm ơn cô thật nhiều. Và sau một vài phút thương mại thì hai cô cháu chúng tôi sẽ trở lại với khán giả. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Rất cảm ơn quý vị mọi người dùng ảnh của đài và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nữ danh ca Thanh Thúy. Kính thưa quý vị, phần trước Jimmy có chia sẻ là nhạc sĩ Châu Kỳ hay tin nữ ca sĩ Thanh Thúy có chồng và sáng tác Được Tin Em Lấy Chồng. Thì hôm nay Jimmy rất là vui để được mời một cặp gọi là tiên đồng ngọc nữ mà ngày xưa báo chí rất là thương mến, và hôm nay mặc dù hơn 50 năm tình vợ chồng của cô chú vẫn bền vững tới hôm nay. Thì hôm nay xin quý vị cùng với Jimmy chào đón chú Ôn Văn Tài. Con chào chú. Ok, chào Jimmy. Hân hạnh để đón Jimmy trên đây và làm một cái cuộc phỏng vấn tại chỗ tại nhà vậy là đặc biệt lắm á. Dạ. Con được biết á là ngày xưa chú ở trong không quân thì phải. Không quân từ cái năm mà sau khi mà hồi đó là chú là học ở dân Petruski, trường Petruski, thì cái năm mà Tú Tài một. Năm Tú Tài một xong rồi là đi vào không quân. Vào không quân 1953 đi qua bên bên Maroc, bên thuộc địa của Pháp á. Thì có cái sân bay bên đó thì được huấn luyện đào tạo phi công ở tại đó, học qua cái trường phi công. Thế xong đến cái 55 ở đó thì đi học tới 2 năm á. 1953 tới 55 mới về. Thì về thì lúc đó ra ngoài này Nha Trang. Nha Trang là cái trung tâm huấn luyện của không quân mà mới thành lập, mới sơ khơi thành lập. Thì về đó thì ở đó được chừng nửa năm. Thì khi lúc đó Mỹ vào để có làm cái chương trình chuyển tiếp, từ hồi đó là mình học là trường Pháp, là Pháp chỉ huy. Pháp nó đào tạo mình, nhưng mà về là Mỹ Mỹ bắt đầu giúp cho Việt Nam mình nó mới đào tạo, thì nó đưa chú đi qua bên Mỹ để học về huấn luyện viên. Và từ bên đó viên. Là chú là học về bên phi công luôn. Lúc là phi công rồi, phi công rồi về đó rồi qua bên Mỹ là học thêm một cái khóa bổ túc về huấn luyện viên để về để rồi làm huấn luyện viên tại trung tâm huấn luyện Nha Trang. Hồi sau đó thì đó là cái ngày là cái thời đó cho đến năm 62 đó. Thì mới bắt đầu khi Mỹ nó điểm viện trợ, nó đưa phi cơ thì mới thành lập những cái phi đoàn. Thì chú được chuyển qua phi đoàn để mà đi bắt đầu đi hành quân, hiểm trợ quân bạn, đi loại máy bay khu trục á. Vậy thì chú gặp cô trong trường hợp như thế nào? Thì cái chuyện mà chú mà gặp cô thì cũng là nó như là bất thường. Như trời định. Là cái chuyện đó là nhân một cái dịp mà cái khóa huấn luyện ở ngoài Nha Trang mà nó ra trường. Thì nó có tổ chức một buổi văn nghệ, thì cô là được mời ra ngoài để mà giúp vui cho sinh viên mới ra trường đó. Thì chú mới đến thì gặp rồi mới làm quen với cô là lúc đó.
À, nhưng mà trước khi đó nữa thì cô có ra Nha Trang là cô là có gia đình ở ngoài Nha Trang. Thì cũng có biết sơ vậy, quen sơ thôi, nhưng mà không có dịp. Thế thì nhân cái dịp mà mãn khóa đó thì mới là quen. Rồi từ đó mới là đến thăm viếng rồi này kia. À, đó rồi, là rồi, quen rồi, nhiều lên. Và cưới nhau là năm 64 đúng không cô? À, năm 64, đúng rồi, 64 đó. Dạ, tới hôm nay thì cô chú vẫn bình, vẫn ở với nhau. Và được biết là cô chú có một người con trai đúng không? Đúng rồi, có cậu con trai, có một đứa một thôi. Dạ. Cậu con trai, cháu nó tên là Toàn. À, anh Toàn. Dạ. Toàn Ôn. À, phải nói là nếu quý vị nào mà có ở Việt Nam trước năm 75 thì chắc cũng vẫn còn nhớ là chú Ôn Văn Tài bên cạnh là một phi công. Thì còn đóng phim nữa, chú còn đóng phim nữa. Trong phim Bảo Tình chú ha? Có phim Bảo Tình thì cái đó là cái năm đó 70... mốt á, như 71 có dự cái đóng cái phim mà đóng cái vai là hải quân. Yeah. Hải quân rồi một cái phim đó cũng phim dài mà. Yeah. Mà hiện thời bây giờ có nhiều chỗ cũng còn giữ đúng cái rồi. Phim đó con có coi được xem cái cuốn phim. Yeah. Đó thôi. Ông chúng ta sếp của anh thương anh lắm, ông đã nhận đứng làm chủ hôn thay mặt cho nhà trai và đám cưới sẽ được tổ chức tại câu lạc bộ hải quân, em bằng lòng không? Vậy thì tiện quá, tụi mình đỡ tốn mà lại vui nữa à anh. Để dành tiền chúng mình lo cho con. Hơi đâu mà em lo xa quá vậy, rồi đây hết chiến tranh anh có thể làm thuyền trưởng cho các tàu buôn và em hành nghề luật sư, chúng mình sẽ kiếm nhiều tiền tha hồ mà nuôi con. Thật chục đứa cũng chẳng lo. Làm gì mà anh ước muốn nhiều con quá vậy? Thì anh cũng ước lượng con số tối đa như thế thôi, chứ còn cũng tùy ở lộc trời cho. Hay nói cho đúng hơn, cũng còn tùy ở em chứ. Thôi đi, anh đừng nói bậy nữa. Mình vào đằng kia uống nước đi anh, em khát nước ghê. Cảm ơn chú đã góp tiếng nói trong chương trình đặc biệt để mà phỏng vấn cô Thanh Thúy. Ok, là hân hạnh. Yeah. Là được lên cái chương trình này đó. Dạ, yeah, cảm ơn chú. Yeah. À, lúc nãy con có chia sẻ là chú Ôn Văn Tài là chồng của cô cũng có đóng phim, là phim Bảo Tình đó, đóng chung với cô Kiều Trinh. Đúng rồi. Đúng thì rồi. Con cũng được biết rằng là cô trước đây cũng có đóng phim nữa. Đúng rồi, cô còn có đóng. Cái phim như Tơ Tình thì phải. À, yeah. Tơ Tình thiệt ra cái phim Tơ Tình đó cũng không phải cô cũng đâu có biết đâu. À, yeah. Hoàn toàn không có nhớ trong đầu óc là có đóng phim đó. Yeah. Nhưng mà nhờ cái anh Tâm gì đó. Yeah. Hoàng Thanh Tâm gì đó. Lê Quang Thanh Tâm. À, Lê, yeah. Đó. Anh ta bỏ cái phim đó lên. Yeah. Thì cô mới biết là ồ, cô cũng có hát trong đó, có đóng trong đó. Yeah. Rồi còn cái phim gì? Mưa Trong Bình Minh. Mưa Trong Bình Minh. Yeah. Thì cô vẫn nhớ là tại vì cái phim đó cô đóng mà. À, thành ra cô nhớ mà đóng trước khi mình qua đây. À, dạ. À, đó. Cái lúc đó là cơ duyên nào đưa cô đến với cái phim mà Mưa Trong Bình Minh cô? Có ai đề nghị cô hả? À, thế này, hồi đó phải nói là lúc đó là lúc mà cũng trời cho cô đang nổi tiếng về ca hát. Dạ. Thì mấy người chủ phim đó. Dạ. Có mời cô. Dạ. Mời cô nhưng mà cô không có thì giờ để đóng. Ừ. Nhưng mà chị Kim Cương đó là. Yeah. Cô có đi hát chung với chị nhiều lắm. Yeah. Đi hát mấy cái buổi đại nhạc hội này kia. Thành ra khi mà chị mời đó thì cô nhận lời. À. Đó. Thì cô nhận lời mà cô thấy cái vai cũng dễ thương, không có gì mà kêu bằng khó khăn. Yeah. Thì cô nhận lời. Yeah. Cô đóng phim. Và còn một phim nữa mà hôm nay con cũng muốn cho cô hay, đó là cô còn đóng phim Hai Chuyến Xe Hoa. Thì đó, cô đóng chung với cô Thanh Nga. Ô vậy, cô hoàn toàn không biết à, không. Yeah. Nhớ luôn nữa. Yeah. Cô chỉ nhớ một cái là Mưa Trong Bình Minh thôi. Luôn cả cái cô hát Chuyện Chúng Mình đó, trong phim Tơ Tình đó. Tơ Tình. Rồi bây giờ con nói đó, trời ơi, cô cũng mừng ghê là cô được biết thêm nữa. Cô đâu có ngờ. Yeah. Mình không ngờ mình được trời cho nhiều quá. Đúng rồi, bởi vì nhờ bây giờ công nghệ người ta sưu tập lại những cái tài liệu của chiếc 75 đó cô. Uh-huh. Cho nên bây giờ biết thêm được những cái khía cạnh như là cô bên cạnh là ca sĩ còn là tài tử đóng phim. Oh. Như là Mưa Trong Bình Minh, Tơ mừng Tình. Mừng quá. Yeah. Cái đó không bao giờ cô nghĩ tới hết, nhưng mà phải nói là ơn trên cho cô. Đúng rồi.
nên cô phải cảm ơn ơn trên. Như lúc nãy cô nói là cô có đi hát ngoài đại nhạc hội như đúng là của rồi. Bên Kim Cương tổ chức đúng thì rồi. Cô có đi hát tiền đồn hay có đi hát ủy lạo chiến sĩ thời đó không cô? Cũng có nhưng mà không có nhiều lắm. Tại vì thời đó là thời cô bận rộn ở Sài Gòn nhiều. Nhưng mà cô cũng có đi Pleiku rồi đi mấy cái chỗ tiền đồn rồi cô đi, cô cũng có đi hát cho lính nghe. Cho mấy chỗ mà căn cứ này kia có. Nhưng mà không có nhiều, không nhiều lắm. Tại vì cô bận ở Sài Gòn nhiều. Mà trong những cái chương trình mà đại nhạc hội ngày trước cô tham gia, cô nhớ những đại nhạc hội nào mà cô đã hát không cô? Ô nhiều lắm. Lúc đó là cô hát nè, cho tuyển lựa ca sĩ nè, buổi ở Quốc Thanh á. Rồi sổ số kiến thiết nè, ở đâu đi cô quên mất rồi. Nhưng mà tuần nào cô cũng phải đi hát mấy chỗ đó hết. Rồi cái gì nữa ha, nhiều lắm à. Cô không nhớ nổi. Đại nhạc hội Sống Tình Thương là của bên Kim Cương. Không, cái đó là cô đi hát cái đó là thường rồi. Đi cho chị Kim Cương, rồi hát cho anh Châu Kỳ, rồi hát cho anh Trần Văn Trạch, rồi hát cho Nguyễn Long, rồi hát nhiều lắm. Cái đó thì khác rồi. Còn mà hát mỗi tuần cô phải đi hát á, là coi như thi tuyển lựa ca sĩ là thường có mặt cô. Rồi cái gì sổ số quốc gia, đó cũng có mặt cô. Mà không phải là lâu lâu mới có đâu. Tất nhiên là mỗi gì đều có tên cô hết rồi. Cô phải đi hát mấy đó hết. Vì cô xuất hiện nhiều trong những chương trình tuyển lựa ca sĩ hoặc là những chương trình đại nhạc hội cũng như là trên phim ảnh, TV nhiều. Thì cho nên thời đó và thập niên 60, nếu mà con nhớ không lầm là khoảng năm 64 là cô được danh hiệu là Hoa hậu nghệ sĩ. Cái đó cũng quá bất ngờ. Quá bất ngờ cô. Quá bất ngờ. Cô không biết là tại vì hồi đó cô hát Anh Vũ. Mà cái buổi đó là ông bác sĩ Hớn đó, ông tổ chức đâu ở Anh Vũ. Mà cô đâu có biết, cô cứ nghĩ là tối tối cô tới Anh Vũ cô hát thôi. Thì bữa đó cô hát ở đâu trước á, rồi cô mới chạy tới Anh Vũ cô hát. Thì mới nói là bữa nay có thi thi gì Hoa hậu nghệ sĩ. Thì cô cũng bình thường thôi, cô ra cô đứng cô hát bình thường thôi. Mà không biết sao cuối cùng lại tuyên bố mà đông lắm, đông nghệ sĩ lắm. Là tại vì hoa hậu nghệ sĩ mà. Thành ra đông lắm, cô không nhớ hết. Nhưng mà đại khái là cô hát xong rồi, cái cuối chương trình nói là để người nào được hoa hậu nghệ sĩ á, thì tự dưng ông bác sĩ Hớn, ông tuyên bố là cô được. Cô cũng như trên trời rớt xuống á, tại vì đâu có biết. Đâu có nghĩ là mình tới đây để thi gì đâu. Mình nghĩ là mình là bổn phận mỗi đêm phải đi tới Anh Vũ hát thôi. Đó, mà không ngờ được như vậy. Thôi bồ Phật, phải nói là do trời cho hết, mình không nói được. Dạ vâng, cảm ơn cô với những chia sẻ này. Và sau một vài phút thương mại thì nữ danh ca Thanh Thúy cùng với Jimmy sẽ trở lại với khán giả. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Rất cảm ơn quý vị bằng dựng bằng ảnh của đài và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với nữ danh ca Thanh Thúy. Lúc nãy cô có chia sẻ về cái danh hiệu Hoa hậu nghệ sĩ mà bên phòng trà Anh Vũ tổ chức. Vậy thì con được nhớ là vào cũng vào thập niên 60 hoặc là 70 thì cô được giải Kim Khánh cho bài hát Tình Đời. Giải thưởng Kim Khánh, chắc cô còn nhớ cái giải Kim Khánh nhớ. Như năm 70 thì phải. Đúng rồi. Thì đó cô cũng không biết luôn. Hồi ở Việt Nam cô cũng nhớ là có một kỳ thôi. Mà sao bây giờ tất cả những báo chí và tất cả video luôn đều nói là cô được tới 3 lần lận. Mà cô đâu có nhớ. Thiệt ra hồi đó mình còn nhỏ quá, mình cũng để ý mấy cái vụ đó nhiều. Chứ đâu phải như bây giờ mà để ý từng ly. Bây giờ mình già rồi mình lại thích để ý. Còn hồi đó mình trẻ, mình cái đầu mình nó phóng khoáng lắm. Mình chỉ biết bài hát, nhớ lời hát. Tại vì hồi đó cô hát nhiều quá. Thành ra rồi đi theo băng nữa. Rồi đủ thứ hết. Thành ra trong đầu mình không có để ý những cái chuyện xung quanh. Con hiểu không? Mình chỉ để ý bài hát. Thành ra cô cũng mừng là sao cô được cái diễm phúc đó, cô cũng không biết nữa. Phải nói ngay cô phải cảm ơn trời Phật, rồi cô cảm ơn Thượng Đế đã cho cô những cái mà cô không ngờ được đó. Rồi cô phải nói cô cảm ơn
khán giả thương yêu cô nữa. Đã thương cô suốt cuộc đời của cô từ ngày cô đi hát cho tới bây giờ luôn. Mà phải nói thời mà thời đó, đó là khán giả thương cô quá sức đi. Cô không ngờ được. Kính thưa quý vị, Hoàng Văn Nghệ xin tạm ngưng ở đây để nhường sân khấu lại cho cuộc tuyên dương và phát thưởng giải Kim Khánh nghệ thuật 1973. Và bây giờ 27 huy chương vàng lần lượt ra mắt trước quý vị. Trước nhất, chúng tôi xin tuyên dương các nam nữ thuộc bộ môn tăng ca nhạc kịch và điện ảnh. Người đầu tiên chúng tôi được hân hạnh giới thiệu đó là nữ danh ca Thanh Thúy. Cô Thanh Thúy được bầu là nữ ca sĩ tân nhạc được ái mộ nhất trong năm. Cô Thanh Thúy còn đạt thêm giải thưởng show ca nhạc truyền hình được mến chuộng nhất do cô làm trưởng ban. Tới hôm nay khán giả vẫn dành cho cô những cái cảm tình nồng hậu. Và con được cũng được biết là vào thập niên 70, con thấy là cô có phát hành những cuốn băng nhạc mang tên là băng nhạc Thanh Thúy. Đúng rồi, đúng rồi. Cái đó là cô thực hiện và phát hành hay sao thưa cô? À, cái đó đã phải nói ngay là nhờ cô đi hát ở Queen Bee. Cô không, đầu tiên hết là cô đúng rồi, cô với anh Ngọc Chánh. Tất nhiên là hợp tác để làm ở Queen Bee. Rồi anh Ngọc Chánh cũng làm băng nhạc. Thì anh Ngọc Chánh mới đề nghị cô là làm băng nhạc với anh Ngọc Chánh. Hồi đó là cassette thôi con. Thì đó thì cô nghe, trời ơi, anh Ngọc Chánh là hồi đó là nổi tiếng, băng Seconds là số 1 mà. Đó, thành ra cũng có nhiều băng nữa, nhưng mà phải nói ngay lúc đó băng Seconds rất là nổi tiếng. Thì mà anh Ngọc Chánh lại hợp tác với cô mà muốn làm như vậy thì cô sẵn sàng. Cô làm được tới mấy chục cuốn á. Đúng rồi thưa cô. Trong như cuốn này là cuốn Thanh Thúy đặc biệt, rất nhiều ca sĩ hát. Đúng rồi. Bên cạnh những cuốn băng một mình cô hát thì cũng có nhiều người hát. Đúng rồi, đúng rồi. Cô có 25, 26 cuốn gì đó. Cô tiếc nhất là cô có một cuốn 26 chắc ạ. Mà cô thâu xong hết rồi. Nghĩa là xong xuôi rồi, chỉ chờ phát hành thôi. Thì bỏ chạy qua đây. Thành ra bây giờ không biết cuốn đó nó nằm đâu, chắc mất rồi. Và bên cái cuốn mà Thanh Thúy, những cuốn băng nhạc Thanh Thúy này thời lúc đó thì là ai là người chịu trách nhiệm phần hòa âm thưa cô? Ô, anh Lê Văn Thiện. Lê Văn Thiện. Trời ơi, sư phụ của cô đó, mà người anh của cô luôn. Tại vì hồi ở bên Việt Nam đó thì con cô nói con Hoài đó là tại cô bận rộn quá đi, không có để ý chuyện gì chung quanh nhiều. Nhưng mà cô rất quý Ban Seconds, từ anh Ngọc Chánh, anh Lê Văn Thiện tới anh Hoàng Liêm, tới Duy Liêm, nghĩa là đủ mọi người trong ban nhạc là cô rất coi như trong một cái gia đình. Tại ngày nào cũng phải đi thâu băng với nhau hết mà, cô thâu nhiều lắm con ơi. Thâu cho cô riêng, rồi thâu cho anh Ngọc Chánh, rồi thâu cho... Đó, thành ra cái băng nhạc nó làm như trong một cái gia đình vậy đó, dễ thương lắm. Đó, thành ra khi mà nói ngay là cô rất là quý, mà cô nghĩ cái tình đó nó đẹp lắm con ơi. Trời ơi, rất là dễ thương con. Đó. Là nhạc sĩ Lê Văn Thiện là chịu trách nhiệm phần hòa âm. Đúng. Còn bài bản mời ca sĩ là ai là người có một người nữa. Cô cũng quên rồi, anh ta tên gì đấy cô quên. Hình như là Toàn. Hiện bây giờ Toàn đang ở bên Úc. Hình như vậy. Đó, tại vì lúc đó cũng có mấy người đó, nhưng mà cô nhớ tên Toàn. Là bây giờ cô đi qua bên Úc hát thì cũng có gặp anh ta, dễ thương lắm, anh ta vẫn dễ thương như thường. Đó, mà anh Lê Văn Thiện này là con ơi, cô dám nói là anh ta là một cái người làm như cũng có một cái năng khiếu sao. Anh ta làm hòa âm rất hay con ơi. Hay lắm rồi. Qua bên đây anh ta vẫn hòa âm. Miết cho tới khi anh ta mất đó con. 2008. Thấy thương lắm mà. Mà anh ta cái người hiền lắm, dễ thương lắm. Rất là nghệ sĩ tánh. Con thấy là tất cả những cuốn băng nhạc của Trung tâm Thanh Thúy là do bác Lê Văn Thiện là chịu trách nhiệm. Và cũng như các ca sĩ khác luôn. Đúng, đúng. Hồi mà bác Lê Văn Thiện chưa qua được đó, ở đây đó. Thì anh Hoàng Thi Thơ. Bác Hoàng Thi Thơ là cái người cô cũng mang ơn nhiều lắm. Bác cũng giúp cho cô rất nhiều khởi đầu. Cô làm cuốn Vĩnh Biệt Sài Gòn đó, cuốn số 1 á. Là bác Hoàng Thi Thơ. Đó, rồi miết cho tới cuốn số 6, số 8 đó, thì bác Thiện mới qua. Thì bác Thiện mới bắt đầu giúp cho cô để mà hòa âm. Trước 75 thì cô có phòng trà nào riêng cho mình không? Cô làm chủ phòng trà nào không? Hay là cô chỉ hát phòng trà cho mọi nơi? Không, hồi đó đó. Rồi khi mà cô
chớ là cô ngừng thời gian, tại vì cô có baby, có anh Toàn á, thì cô nghỉ thời gian ngắn. Sau lại cô về lại đó thì anh Ngọc Chánh là cái người tới mời cô hợp tác chung. Đó, cô đi hát lại. Về ban ban nhạc lúc đó là ban nhạc của Ngọc Chánh là thường trực ở đó hay sao? Đúng rồi con. Tất cả ban ban Ngọc Chánh là vẫn vẫn giữ cái Chánh ở đó. À, và trong cái thời gian trước năm 75 thì bên cạnh cô thâu băng, thâu dĩa, rồi cô hát cho Đại Nhạc Hội nữa. Đúng thì rồi, con được biết là cô còn hát trên đài phát thanh nữa. Có đúng rồi, cô hát tùm lum hết. Thế rồi cô cũng nhớ nổi là cô hát những đâu nữa. Mà giờ được có cái nhờ internet á, thì người ta sưu tầm á. Rồi cô mới biết được hồi đó mình cũng hát chỗ này chỗ kia chỗ nọ, chứ không nhớ nổi nhiều quá. Con có tin là cô không có giờ ăn nữa cơ mà. Tại vì hát liên miên trong một ngày. Nào là đi hát Đại Nhạc Hội, rồi hát cái gì gì đó. Rồi sau đó thì đi vô thâu băng. Thâu băng xong mà đi thâu băng về cái là chỉ kịp sửa soạn để đi hát phòng trà, nightclub. Đó. Còn sau này đó thì cô trở về hát lại đó, thì cô không có hát nhiều nữa. Cô chỉ làm chung với chú Ngọc Chánh ở Queen Bee với International thôi. Vậy là trước 75 là một ngày của cô rất là bận rộn. Bận rộn lắm. Không có thể, không nói thiệt ra đó, cô phải nói cô thương mấy cái người vợ của nhạc sĩ hồi xưa. Thương lắm con ơi. Bây giờ nhớ lại cô nói trời ơi sao cô có phước quá vậy, không biết nữa. Trời, mấy bà lo cho cô, tại vì sợ cô không dậy nổi. Sáng phải dậy sớm. Đó rồi sợ học bài. Thí dụ chị Minh Diệu đó cô thương lắm, là vợ của anh Mạnh Phát, nhạc sĩ Mạnh Phát. Trời ơi, tới ngồi đó chờ cô, em ơi em, bữa nay em phải ra hát bài này cho anh Mạnh Phát nha em nha. Là hỏi bài gì chị, rồi chị nói rồi cái nhẩm sơ sơ chứ không có thì giờ đó. Thành ra cái đó cũng là một cái niềm mà cô nghĩ là chắc có lẽ cuộc đời cô không bao giờ có được như vậy nữa đâu. Thôi quả may kiếp sau không biết sao. Còn cảm ơn cô thật nhiều với những chia sẻ của cô về thời gian trước năm 75. Và bây giờ chương trình của chúng ta kết thúc và sẽ hẹn gặp lại khán giả trong chương trình lần tới. Cô cháu mình sẽ nói về thời gian cô ở hải ngoại nha. Cảm ơn con. Xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping.